Sáng nay ngày 1 tháng 7, Đà Nẵng đồng loạt ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố, giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra sẽ triển khai từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7 năm 2021, sớm hơn kế hoạch của Trung ương 10 ngày. Hơn 500 điều tra viên được huy động để tham gia điều tra thu thập thông tin tại 80.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 340 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Điều tra bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp và điền thông tin vào phiếu điện tử. CAPI là địa phương có số lượng đơn vị điều tra lớn nhất, chiếm khoảng 30% số lượng điều tra toàn thành phố. Quận Hải Châu đã huy động gần 150 điều tra viên cho giai đoạn 2 này. Tôi cũng đã triển khai khá là nhiều việc trong đó, xây dựng các cái kế hoạch, rồi họp ban chỉ đạo phân công các cái thành viên phụ trách từng địa bàn, từng lĩnh vực, thậm chí là từng tuyến đường. Rồi chúng tôi... quan trọng nhất là chúng tôi tuyển dụng điều tra viên và tập huấn cho họ rất là kỹ càng, lựa chọn những điều tra viên họ có kinh nghiệm, rất là nhanh nhạy trong cái việc sử dụng các cái smartphone, các cái tablet bảng để mà điều tra. Và cái khâu cuối cùng là khâu sẽ chúng tôi thường xuyên kiểm tra giám sát tại địa bàn để mà có cái xử lý kịp thời các cái vướng mắc trong quá trình điều tra. Cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại. Do vậy, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp đã và đang tăng cường các biện pháp hướng dẫn nhằm đảm bảo điều tra đúng tiến độ và an toàn phòng dịch. Hiện 100% điều tra viên đã được xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả âm tính. Tùy theo tình hình cụ thể, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 của thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm sàng lọc đợt 2. Các điều tra viên, giám sát viên trong quá trình về cơ sở phải tuân thủ việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo phòng chống COVID-19. Chúng tôi cũng được Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế quận Hải Châu cho đi xét nghiệm COVID và kết quả là âm tính. Đây cũng là cái thuận lợi để cho chúng tôi xuống thực tế điều tra, thu thập thông tin. Để tránh cái hạn chế mà đi lại nhiều lần thì chúng tôi cũng đã điện thoại cho các hộ sản xuất kinh doanh đặt lịch và nói sơ bộ về cuộc điều tra để cho người ta biết có sự chuẩn bị. Đồng thời khi gặp trực tiếp thu thập thông tin sẽ hạn chế được cái việc tiếp xúc nhiều và đi lại nhiều. Trước đó, trong giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021, Cục Thống kê Đà Nẵng đã tiến hành điều tra thu thập thông tin hơn 23.000 doanh nghiệp và khoảng 800 hội, hiệp hội ngành nghề hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.